Ok, xin chào tất cả mọi người nha Hôm nay là ngày đầu tiên Hôm nay là ngày đầu tiên Đó Để mọi người ngày đầu tiên làm gì không Hôm nay là chính là ngày đầu tiên để mà các bạn có thể gọi là bình chọn cho những cái trang phục của một số bạn đã gửi cái phần dự thi Đấy Đây, người ta còn gọi là vote vote Số lượng vote còn hai Mình nó vào là mình bình chọn ngay luôn Bình chọn ngay luôn Đúng rồi, các bạn đã biết mình bình chọn gì không Đấy thiếu gia biến thái trời ơi vô là tôi thấy trang phục này là mình khoái rồi đó chỗ khoái lắm đó hôm nay là ngày um, 19 đến ngày uh, 22 là ba ngày bình chọn nha mọi người đó hiện tại thì uh, uh, thời gian uh, bình chọn là còn 3 ngày đó hạn cuối uh, ngày 25 tháng 1 sẽ công bố kết quả của cuộc bình chọn đó, người, um, các bạn nào muốn uh, bình chọn thì vào trang sáng tạo chấm liên quân chấm cái vn nhá đây là cái um, Uh, một số một số cái uh, trang phục mà các bạn đã sáng tạo rồi ôi rất là nhiều luôn để mình xem những cái trang phục nào có số lượng ở uh, cao cao mình sẽ xem cho mọi người nhá Trời ôi văn heo cao bồi hắc ám này ố trang phục này vãi chuồng ạ à. 1 k 8 vốt rồi Vote te rồi một k 8 lượt bình chọn rồi mọi người ạ rất là nhiều luôn máy của mình hôm nay nó bị làm sao đừ quá trời đời luôn trời ơi mình mới vào thử thôi mà chỗ nó lát quá trời luôn không thấy cái gì luôn kìa mờ mắt tôi luôn rồi trời ơi trời bởi vậy khó quá mà cái trang phục này mà nhiều rất là nhiều lượt bình chọn nha mọi người không thấy gì luôn á cái này nó ra rồi này phải trưởng ạ lời nguyên tử vong này trang phục này mình trước đây mình cũng đã cho mọi người xem rồi một số bạn xem rồi nhưng mà thật sự là máy của mình nó rất là nặng đây trang phục này khá là chi tiết từ ngoại hình cho tới uh, hiệu ứng kỹ năng rồi tới uh, vũ khí đồ tay cầm phi tiêu và tay cầm súng tuyệt phê nhìn rất là hot với cái số lượng bình uh, chọn nó cao quá trời luôn một k tám xem còn cái uh, xem một số trang phục nào có ui rồi trang phục ba dâm thổ nhật thần và payna thiên nguyệt nữ một trang phục này vãi vậy k một lượt bình uh, chọn rồi này mọi người để mình xem xem cái trang phục này có cái gì hot nhá tao nói gì cái máy của mình nó rất là tệ <laughs> thì uh, uh, cái, uh, cái 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 uh, uh, tính ra thì <laughs> à, biết tụi nó nói gì luôn hay la qua trời ơi tôi muốn nhìn không không được nữa đây 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 đây, 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 đây có rồi có rồi có rồi ôi cái này trang phục rất là nhiều nha mọi người kéo từ uh, ra a đến z luôn hả đây chính là hai cái uh, đây là hai vị tướng à đúng không ba dâm thổ nhật thần à, ấy kìa vậy có hiệu ứng uh, có vẽ luôn cả cái hiệu ứng ấy luôn kìa rất là đẹp luôn bởi vậy thảo nào rất là nhiều luật uh, bình chọn na sao trang phục na đẹp vãi. Trang phục Pena rất đẹp luôn. Bạn này, bạn ấy Uh, vẽ cả hai trang phục lận của bay na trang phục bay na kìa ghê ghê ghê, ghê vậy <laughs> quá trình xây dựng bay na anh cả mình rất là lag like luôn coi nó phải chạy loát này phải thường ạ à. vậy là mình đã xem sơ qua về trang phục uh, 3 zoom với cả bay ủa A Thu lãnh chúa xương, ủa lãnh chúa xương có rồi mà ta. Chứ em mình phải đặt tên cái ví dụ A Thu con cua quéo hoặc là cái gì đó chẳng hạn chứ sẽ sao lại A Thu lãnh chúa xương. Lãnh chúa xương là có trang phục này rồi mà, nó một bộ xương mà. Tại sao lại thêm này ví dụ bạn phải đặt tên A Thu cái tên khác chứ, ví dụ như là tướng quân gì đó này. hay giống như một quân đúng không? Sao bạn ấy lại đặt trụ là lãnh chúa xương nhỉ? Tại vì A Thu A Thu lãnh chúa xương là có rồi gì đây Quăn khấn khăn quấn bụng kiếm thắt bụng trời tưởng kiếm tự tử ấy. hết hồn đúng hôm nay là tướng tướng quân kiểu nhật bản đúng không Đã cờ thế nào khi là kiếm khăn là mình đi rồi wow cái vãi wow. cái gì vậy ứng kỹ năng a thu hả chiêu một nè muốn đánh thường này Kêu hai này wow ba con châu bay vòng tròn ghê quá câu ba là mấy cái uh, uh, xương xương tay móc lên nắm nắm hiện tại như mình thấy đây thì chỉ có hai một và cái trang phục ở uh, Van heo cao buổi hắc ám là cái số lượng bình chọn là trên một 000 thôi Còn cái trang phục mà mình thích Trời ơi thiếu gia biến thái Không có ai bình chọn hết trơn Kỳ cục Ê, em đâu vậy? Vô bình chọn này cho có khả năng tương lai Trang phục biến thái ra mắt đi coi Trời, Trang phục biến thái ra mắt để khiến nhiều người ức chế bộ nhỉ Quá wow, khoái liền Ok Ủa Xem có cái trang phục nào có số lượng uh, uh, Chọn nó rất là cao ha theo như thấy. Ê, đây, đây, đây 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 trang phục này đây. Thiếu nữ Du Xuân này mình thấy ngày xưa mình coi rồi đúng không? Ba cái trang phục luôn. Đây cái số lượng chọn rất là cao luôn, 1k1, sắp được 1k2 rồi đấy mọi người ạ. Các bạn muốn uh, bình chọn cho cái trang phục này các bạn có thể xem xong rồi bình chọn, ở vào đây nhá. Đó, hoặc là có thể chia sẻ luôn. Xem có cái trang phục nào mới mới lạ lạ không? có trang phục này rất là đẹp luôn này, nhưng mà lại ít ít, ít, ít được, được. bình chọn luôn. Cái trang phục này khá là đẹp mà lượt bình chọn chỉ có 47 thôi cả. hơi ít hơi ít so với quy định ồ tiến binh lạc không hả đẹp phải ôi cứ bắp cuồn cuộn kìa có bạn nào thấy kích thích chưa cảm hứng được cốt truyện hả mình không thích cái cảm hứng cho lắm mình chỉ thích cơ bắp cuồn cuộn là mình khoái rồi Ôi, em muốn xem một cái hình mà nó lâu ơi là lâu lâu thích là lâu lâu quá trời lâu luôn rồi đó đây là hiệu ứng chiêu hai và chiêu cuối đây là một đúng không <laughs> vũ khí trang phục và phụ kiện Cái này sẽ khá đẹp nhỉ đẹp phết đấy chứ bộ ở à, đây wow cơ bắp cuồn cuộn kìa ôi Sao giống mấy bộ truyện tranh dữ à? Ừ. Trời ơi, dữ, dữ, quá dữ rồi Xếp quá, xếp qua Mà Dân chơi không sợ mưa rơi có khác Sáu múi đồ ha Sáu múi đồ ha Thiệt đã quá Bởi vậy Ôi mấy cái này chắc là mấy à, à, Mấy mấy bạn nữ chắc là khoái quá gì Trời ơi bố liền Bố em chín lượt mình chọn liền Ngon ngay thôi đi đâu cho khỏi nắng bây giờ mình sẽ xem một một số trang phục khác xem nó có cái gì, gì? hot oh, oh, hot oh, oh, không oh. ê cả máy này oh. được vậy bảy bảy trăm là bình chọn rồi mọi người ơi quá phê rồi ghê 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 ấy vậy <laughs> xem cái nào mà ba bốn trăm gì đó nó dạng là ấy không ta cái uh, Phần uh, thi uh, về cái uh, sáng tạo uh, ở trang phục này thì uh, có hai bạn Thứ nhất mỗi giải trị giá hai mươi triệu và một số uh, phần quà hấp dẫn nữa cơ rất là nhiều đó uh, bạn nào mà ui trang phục đẹp quá wow thì là sexy quá đi ui rồi đáp trăm lượt luôn thấy người sexy được khoái rồi đó rồi cứ thứ nào gọi là sexy biến thái là khoái à rồi chờ lâu quá Trời em muốn xem hình Em muốn xem được xem hình mấy bạn ơi Em muốn xem hình Sao có phải cái hình mà nó quay quay hoài vậy em Ủa thấy trang phục sexy là khoái rồi Khoái rồi khoái Các bạn có khoái không Khoái lắm Đừng có nói xạo tôi ừ, không khoái nha Ở chiếm gió Em hoài Trời em mãi sao em chẳng ai đứa à, cái gì đó không hiểu gì luôn như vậy là mọi người có thể thấy rằng cái cái máy tính của mình không phải do máy tính đâu cái này do mạng ấy mạng của mình nó hay nó rất là tệ luôn không hiểu sao rất là giật em chờ nãy giờ luôn chờ nãy giờ không thấy gì hết trơn luôn ấy buồn như con chuồn chuồn thời gian bình chọn là từ ngày 19 đến ngày 22 nha mọi người thời gian công bố cái kết quả là ngày 20 năm các bạn uh, uh, muốn uh, ủng hộ uh, cũng như là muốn thích cái trang phục nào thì uh, nhớ truy cập vào đây và đăng nhập vào rồi uh, bình chọn cho những cái trang phục của mình thích nha Đấy, đây đây những là một trong những cái uh, wow đẹp vãi công sức cũng như là rất là nhiều uh, uh, mong muốn của các bạn đã vẽ cũng như là sáng tạo ra cái những trang phục này Mình không nên bỏ qua đó xoay xoay vãi trời ơi này đẹp này này mất đầu này mất 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 bụng luôn giúp quá này, Liliana Thánh Quang Thánh Thánh Hộ à Thánh Quang Thanh Hộ không cho phổi sức gì si quá giờ gọi cho hết mới được đây trời ơi, mẹ ơi em chờ mãi thôi em chờ mãi thôi trời ơi cái trang web là sáng tạo chấm liên quân chấm ra chấm vn nha mọi người hy vọng các bạn sẽ vào ủng hộ cũng như là vào bình chọn cho một số cái trang phục của các bạn đấy đã gửi bài dự thi đấy chúc xem trang phục trang này như 800 trăm lượt bình chọn thì phải à, thành là tức quá đi trời ơi cái này là do mình chậm hay là đâu rồi mặt trước đâu em muốn thấy mặt trước, hồ quang lực, hồ vĩ kích, hồ linh đạn, hồ quang đạn, biến ảnh hóa vô hình, biến ảnh hóa hình, rất là nhiều cái hiệu ứng kỹ năng đẹp luôn. Ôi bà này hiệu ứng kỹ năng chất thế nhở? đẹp vãi đạn mọi người ạ. Sắp có hay sắp có hay sắp có rồi. Đây là đây là đằng sau nhá, đây là hiệu ứng kỹ năng nhá. Đây, mặt trước này, mặt trước, mặt trước này Ờ, em ngoài <laughs> Đợi em mãi sao em chẳng hiện Giờ hiện rồi, đừng làm tôi thất vọng được không Tôi khoai sexy xì khoai lắm Mà chờ ngoài không thấy Đây, wow Trời ơi cái chân gì mà trắng thế trời ơi chân gì mà chân thế ủa cái mặt này với cả cái mặt uh, lâu y chang luôn nhỉ khác gì ha có vẽ đẹp vậy ta wow Thời, tôi không muốn chỉ những cái thương luôn chỉ mấy cái thương tông các bạn lại kêu mình là biến thái đó, đó đó đó, mặc dù rất muốn chỉ nhưng mà thôi bỏ đi qua đi ha rồi, nhưng mà nhưng chạy trang phục này trời wow chấp yep là phê luôn nhìn, là phê luôn. Xem có trang phục gì. Sợi ơi, vẫn chưa phê chưa nói một câu. Nếu anh đã phê thì nói đi ngại gì. U u. Ok. Chào à, cái uh, uh, cái cuộc thi sáng tạo uh, trang phục này uh, mình thấy có rất là nhiều trang phục đẹp. Đúng. Các bạn mà thích cái trang phục nào thì nhớ vào đây bình chọn cho các bạn đã gửi bài dự thi nha. Đó mình thấy có một số cái trang phục khá là sexy gì đấy, quá sơn rồi biến gái à, mình thì mình chọn rồi, mình chọn đã rồi, mình đã quốc cay thiếu gia biến gái rồi, không bị làm chạy đi đâu hết trơn đấy. Có một người thì có hai lượt, hai lượt bình chọn, mình mới là bình chọn có một thôi. <laughs> Nhưng mà thấy trang phục ở cao bồi này vẫn là khá là đẹp. Thế mình chọn cho cái trang phục của của hai nghìn một luôn. Mấy <laughs> mà mình, rồi mình hồi nãy có một nghìn mấy thôi mà mình bình chọn mà phát nó lên hay mô luôn ồ oh my god chất chất chơi ngồi rơi rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha chúc các bạn xem video vui vẻ nhớ like đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình bye bye chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha bye bye nhớ vào bình chọn cho các bạn nhá ngày hai mươi năm sẽ có cái kết quả công bố <laughs> bây giờ mình nghỉ đây bye bye mọi người